Minh Đường Tử Vi mến chào các quý ông tuổi Kỳ Dậu. Chúc các quý ông tuổi Kỳ Dậu, sinh năm 1969, bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý ông đón xem tử vi tuổi Kỳ Dậu của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý ông có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, mời các quý ông cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi kỷ dậu 1969, Nam Mạng. Năm quý mão 2023, tuổi kỷ dậu 1969, Nam Mạng, là 55 tuổi âm lịch và 54 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành, xét về thiên can kỳ gặp quý tương khắc công việc bị cản trở bởi tiểu nhân đồng thời ít được quý nhân giúp sức tự làm tự ăn tiền bạc đủ tiêu xài là may xét về địa chi dậu gặp mão phạm cục diện lục xung báo hiệu công việc vất vả nhiều trở ngại tự làm tự ăn không có quý nhân phù trợ tiền bạc khó kiếm nhưng lại nhanh hao tổn gia đạo cũng thêm phần trắc trở xét về ngũ hành đương số mệnh thổ gặp năm kim thổ bị thiệt làm ăn vất vả tốn nhiều công sức hơn sức khỏe cũng giảm sút đáng kể những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý ông tuổi kỷ dậu, hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm hay triển khai dự tính góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại. Tình cảm mái ấm gia đình và sức khỏe thể chất có những chuyển biến không được tích cực. Sao chiếu mệnh, gặp sao la hầu chiếu mạng, thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Vận hạn, gặp hạn tam kheo nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp hay các bệnh về xương khớp. Xét về vận trình sự nghiệp của quý ông tuổi kỷ dậu 1969, trong năm quý mão 2023. Quý ông tuổi kỷ dậu 1969, bước sang năm quý mão 2023, phải chịu tác động của nhiều hung tinh, về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt lắm, có nhiều điểm không lành. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi, nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ không theo quỹ đạo hay kế hoạch đã tính trước khiến bản mệnh rất vất vả để điều chỉnh đối với những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định năm này quý ông tuổi kỳ dậu không có được quý nhân dìu dắt giúp đỡ làm gì cũng phải một mình tự thân gánh vác lại thêm sự tác động của sao La Hầu làm cho quý ông tuổi Kỷ Dậu gặp nhiều bất lợi trong công việc, tiểu nhân quấy phá, họa thị phi rình rập dễ xảy ra tranh chấp khẩu thiệt, thậm chí còn dẫn đến kiện tụng mà quý ông sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Xét về vận trình tài lộc của quý ông tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Quý Mão 2023. Quý ông tuổi Kỷ Dậu bước sang năm Quý Mão, chịu tác động của nhiều hung tinh làm cho vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của quý ông trong năm này không được mấy khả quan tiền tài khó kiếm các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài do nhiều việc bất lợi xảy đến ngoài ra do bị ảnh hưởng của tiểu hao thiên khốc và sự ràng buộc của sao la hầu là hung tinh làm cho quý ông sẽ gặp họa phá tài dễ tao tán về tiền bạc trong năm nay không chỉ khó đạt được sự tiến bộ về tài chính mà các nguồn thu cũng gặp khó khăn tài lộc khó tụ ngay cả về mặt quản lý tài chính thỉnh thoảng sẽ có những tình huống bất chắc xảy ra đồng tiền chảy vào túi đã nhỏ giọt lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu Quý ông tuổi Kỷ Dậu trong năm này cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm hơn, hạn chế ăn chơi, trưng diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Trong năm này, quý ông tuổi Kỷ Dậu nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Quý Mão 2023, bước sang năm quý mão về phương diện tình cảm gia đạo của quý ông tuổi kỳ dậu không tốt cho lắm vận khí trong nhà suy giảm dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc chuyện buồn đưa tới đường tình cảm của quý ông trong năm này cũng vướng phải không ít rắc rối vì bản tính thích sôi nổi hướng ngoại các mối quan hệ xã hội rộng rãi trong quá trình giao lưu với bạn bè khách hàng có nguy cơ lạc lối thậm chí gây mâu thuẫn gia đình về vấn đề này quý ông tuổi kỳ dậu nên biết giữ mình kiểm soát hành vi của bản thân nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng bất hòa với con cái ngoài ra những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh danh tiếng cá nhân ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp tài vận quý ông tuổi kỳ dậu nên suy xét lợi và hại đừng vì nóng vội nhất thời mà hủy hoại cả gia đình và sự nghiệp mọi người đến tuổi trung niên nên tập trung ổn định mọi thứ nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận Xét về vận trình sức khỏe của quý ông tuổi kỷ dậu 1969 trong năm quý mão 2023. Năm 2023, quý ông tuổi kỷ dậu có vận trình sức khỏe rất xa sút Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tăng môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn tam kheo làm cho quý ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh về xương khớp, phong thấp, hay bệnh cũ tái phát. Ngoài sự sa sút về thể chất tinh thần cũng mệt mỏi và áp lực, quý ông đã cảm nhận rất rõ sự giảm sút về sức khỏe của mình ở độ tuổi ngoài 50 và bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, quý ông tuổi kỳ dậu đi lại cũng hết sức cẩn thận, các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra vì vậy quý ông tuổi kỷ dậu trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân đặc biệt thầy gia các khuyên quý ông tuổi kỷ dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi kỷ dậu 1969, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi kỷ dậu Nam Mạng, xuất hành vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi ngày mùng 1 Tết, dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi kỷ dậu, nam mạng. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi kỷ dậu, nam mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi kỷ dậu, nam mạng. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi kỷ dậu, nam mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi kỷ dậu 1969, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi kỷ dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi kỷ dậu 1969, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi canh thìn, sinh năm 2000. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, đại trạch thổ, gặp kim bạch kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, kỷ gặp canh, bình hòa, tốt. Địa chi, dậu gặp thìn, lục hợp, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt.

tuổi kim lâu năm 2023, phạm kim lâu thân. Nếu quý ông tuổi kỷ dậu làm nhà thì sẽ mang tai họa tới chính bản thân mình. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm quý mão 2023, tuổi kỷ dậu 1969, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn tam kheo và sao la hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn tam kheo đối với tuổi kỷ dậu 1969, nam mạng tam kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn tam kheo, có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiểm khích có 3 điều cần biết để vượt qua hạn tam kheo đối với quý ông tuổi kỷ dậu 1969. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo. Làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý ông tuổi Kỷ Dậu trong năm 2023. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mồng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng của tuổi kỷ dậu, nam mạng, trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý ông tuổi kỳ dậu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc, công việc có nhiều xáo trộn, phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nếu không sẽ chỉ càng thêm nóng nảy mà thôi. Ngoài ra, tháng này cũng dễ xảy ra tranh chấp lời nói, xung đột thân thể với người khác, quý ông phải học cách kiềm chế cảm xúc trong hoàn cảnh đặc biệt không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí. Năm mới nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi kỷ dậu trong tháng này tương đối tệ. Chịu ảnh hưởng của thiên khốc tang môn làm cho tinh thần không tốt, bạn dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc của cả nhóm xuống dốc, khiến đồng nghiệp hết lần này đến lần khác phàn nàn với bạn. Vì vậy, lời khuyên cho quý ông tuổi Kỷ Dậu nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu, nam mạng. Quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng này có điểm báo dễ bị đánh mất bản thân và cũng dễ bị lừa bởi những quảng cáo đầu tư và quản lý tài chính sai lầm. Tuy nhiên, vận đào hoa của tháng này khá tốt, bạn có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa giữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng tư âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Quý ông tuổi kỷ dậu trong tháng này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên bạn cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên dù có tiền dũng dĩnh, quý ông cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Thể lực hơi kém, ốm đau bệnh cũ tái phát, nếu chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức thì tháng này có khả năng bình phục nhanh chóng. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu, năm mạng. Vận trình tình cảm của quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch này khá tốt với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc, giúp cho mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tháng này, những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày của bạn cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa hung, bạn dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này nên sức khỏe rất dễ xa sút dẫn tới vận may về mọi mặt cũng xa sút hẳn. Quý ông không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc gia đình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Tổng thể đường tài lộc của quý ông tuổi kỷ dậu trong tháng 7 ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của quý ông ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý ông có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Tuy nhiên, quý ông nên chú ý, sự tác động của sao La Hầu làm cho quý ông phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn và rất dễ tao tán về tiền bạc. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với tuổi Kỳ Dậu, nam mạng các mối quan hệ xã hội của quý ông tuổi kỷ dậu là vấn đề nhức nhối trong tháng 8 âm lịch này. Dưới ảnh hưởng của lan can hung tinh, quý ông này càng trở nên nóng tính hơn, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, khiến ai cũng tránh mặt kể cả những người thân trong gia đình bạn. Quý ông tuổi kỷ dậu nên học cách kiềm chế tính khí nóng này nếu không sẽ rất bất lợi vì bất mãn trong công việc và chuyện gia đình, quý ông có xu hướng tìm kiếm thứ mới lạ ở thế giới bên ngoài, có sự xuất hiện tình cảm ngoài lề, gây tổn hao về tiền bạc, danh tiếng và ảnh hưởng đến gia đình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Quý ông tuổi kỷ dậu bước sang tháng 9 âm lịch. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên giải, vận trình tài lộc của quý ông có dấu hiệu tăng nhẹ có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của bạn ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Quý ông tuổi kỷ dậu trong tháng 10 âm lịch này, cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp của mình. Vận trình tài lộc trong tháng này khá ảm đạm khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với tuổi kỷ dậu, nam mạng. Tháng 11 âm lịch quý ông tuổi kỷ dậu bị hung tinh báo vĩ hoành hành. Có thể lãnh đạo giao thêm cho công việc ở các bộ phận khác trong tháng này. Đối mặt với môi trường làm việc xa lạ, đồng nghiệp và công việc có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu. Quý ông nên điều chỉnh trạng thái của mình càng sớm càng tốt, tích cực học hỏi từ những người khác, xây dựng các mối quan hệ mới tại nơi làm việc và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Kỷ Dậu, năm mạng. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, quý ông tuổi Kỷ Dậu bị ảnh hưởng bởi không khí cuối năm, không chỉ phải đối mặt với đủ loại công việc ở nơi làm việc mà còn ôm theo rất nhiều việc nhà, đó cũng là một áp lực không hề nhỏ công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Do đó, quý ông tuổi kỷ dậu, tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, quý ông cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi kỷ dậu, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý ông an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình chúc các quý ông năm mới an khang thịnh vượng xin chào và hẹn gặp lại